Em xin chào cô chú, anh chị đang xem video của em nha. Bữa nay ngày 21 tháng 12 rồi, còn 9 ngày nữa Tết rồi anh chị ơi. Cho nên em làm clip này nè, để muốn gửi đến cho những anh chị mà có cây mai nụ nhỏ thì xem được cái clip này khắc phục tới Tết thì cây nó sẽ có bông nha anh chị. Thì cây này em đã xử lý được 2 ngày. 2 ngày bữa nay thì cây nó phát triển được như vậy nè anh chị. Là nhờ em phun Atonit lên thân và em tưới gốc á anh chị, thì nó sẽ đẩy nhanh cái quá trình thúc đẩy cho cái cây mình nó khỏe anh chị, nó sẽ tạo được cái bức nè, nó nhanh lên ha. Mới có 2 ngày anh chị thấy khác không? Anh chị nào đã xem những cái video trước của em á là sẽ biết cái cây này khi em quay 2 ngày trước á là nó chỉ nở có mới có bung vỏ trấu 1-2 nụ thôi anh chị, chưa có lên được cái búp xanh như vậy đâu nè. Cái nụ này là em quay 2 video 2 ngày trước nè, giờ nó phát triển cỡ này và trên cây của em á theo dự đoán của em là chính xác luôn nha. Là hôm qua em có nói là bữa nay nó sẽ bung vỏ trấu là khoảng 60%, thì đúng ra là theo dự đoán của em là nó chính xác 100% nha anh chị nè. Nói giờ em thấy cái cách làm của em á thì nó mang lại cái hiệu quả đúng sự thật, cho nên em chia sẻ video lên để cho những anh chị đang có cây mai mà nó mới vừa bung vỏ trấu hoặc là nó chưa bung á thì hãy kết hợp tưới Atonit vào gốc. Liều lượng thì theo nhà sản xuất trên bao bì đó anh chị, nhà sản xuất có ghi nhiêu đó thì mình pha đúng nha. Tại vì phân với thuốc á, là em khuyến cáo anh chị là mình hãy sử dụng đúng liều lượng chứ không nên lạm dụng nó quá là cái cây mình nó sẽ phản tác dụng anh chị. Thay vì nó khỏe mạnh chứ mình làm nhiều quá là cây nó suy luôn nha, nó phản tác dụng là nó đi trái ngược lại với cái mong muốn của mình đó. Nó anh chị thấy đây, mới có 2 ngày thôi nó phát triển kiểu này là nó chỗ cây này chỗ kịp Tết đúng không anh chị, còn sợ gì nữa đó. Bây giờ nó đã phát triển như vậy rồi là em không tưới nữa nha, và bữa nay em cũng không xịt đối với cây này luôn. Nó khi nó bung vỏ trấu rồi là nó khỏe cái cây rồi, mình điều khiển cái nút nụ nó chỗ sớm chỗ trễ được nè. Như cái búp này nè, em sẽ nó đã bung ra được như vậy em sẽ điều khiển nó là chỗ trước Tết hoặc là gần Tết hay chỗ luôn em cũng được nha anh chị. Nó thí dụ như cái cây mình muốn chỗ trước Tết Tết 1-2 ngày á, em chia sẻ cho anh chị nè, khi nó bung vỏ trấu vậy nè, mình muốn chỗ trước Tết thì như cái đặc trường hợp cái cây của anh chị mà có trong chậu á mà có cái ánh nắng ít quá đó, thì anh chị cố làm cách cố tìm cách sao mà cho nó hưởng được ánh nắng như vậy nè suốt ngày luôn á thì cái cây nó sẽ nhanh nở nha. Nó là lối 27 28 nở là lúc đó là ngon rồi, mình chơi bông được lâu một chút. Và 27 28 thì nó nở 2 ngày, nó chỉ nở cái búp này nè anh chị, cái búp bự nè, nó 4-5 búp ha, nó chỉ nở cái búp này thôi. Là lối 28 27 28 nó chỗ á là búp này, rồi 29 30 nó sẽ chỗ thêm những cái búp con này, những cái búp con này nó mới gộ nha anh chị, là ngay 30 mùng 1 là ngay Tết nha. Nó anh chị thử, anh chị làm theo cách của em này rồi anh chị để ý ha, rồi năm sau á mình sẽ áp dụng theo cái cách này, tùy theo cái nhiệt độ mỗi năm nó khác nha anh chị, và tùy theo tình trạng sức khỏe của cây nữa. Mình thấy cái cây mình nụ nhỏ quá thì mình lãi sớm, thí dụ thay vì là năm nay là anh chị lãi mùng 10 đúng không, thì năm sau thời tiết lạnh mình sẽ lãi trước ngày 10 nữa. Nó em gợi ý cho tới cái năm sau á, tại vì thời tiết em nhắc lại nha, thời tiết nó mỗi năm mỗi mỗi khác và cái tình trạng cây nữa, cho nên anh chị nhìn cái cây á, là biết cái cây của mình nụ nó già hay là cây nó mạnh khỏe hay sao á, mà mình có cái ngày lãi lá quyết định là nó mới chính xác được cái cây bông nở độ khoảng 60-70% nha, là cái khâu lãi lá. Còn cái khâu canh nụ là nó chiếm được khoảng 20% nữa. Đó, mình nhìn được cái nụ già, nụ chắc thì mình lãi canh, lãi lá làm sao cho nó chỗ ngay Tết. Là anh chị cứ tính từ ngày lãi lá đến khi nó chỗ bông á, là thường là từ 15 ngày cho đến 20 ngày tùy theo cây. Nói vậy đó, tùy theo cây nha anh chị, tùy theo thời tiết nữa. Cho nên
Em muốn nhắn nhủ với anh chị là cái điểm chung là chỗ này, điểm chung là khi cái cây của mình nó nụ, nụ của nó già nó chắc và nụ nhỏ hay là nụ còn non anh chị, nụ búp ngồi viết không á thì cái đó mình lãi sớm nữa. Nó lát nữa em chắc anh chị xuống cái cây mà nụ ngồi viết em cũng khắc phục được luôn, được là do lý do là em sử dụng cái thuốc này nè, nó rất là hay anh chị, nó an toàn lắm, mình xài đúng liều lượng rồi đó. Em muốn quay lại nói luôn, muốn anh chị muốn nở sớm thì làm cái cách như em nói là để cây ngoài nắng ha, nó sẽ quyết định cho cây nở sớm là một phần. Thứ hai nữa anh chị phun sương nó, anh chị muốn nở cỡ lối 27 28 á, có anh chị bà con đồ về đông á mà muốn cho anh chị em của mình thấy được cái bông mai mình sớm hơn á anh chị, hoặc là mình nhiều cây á mình cho nó nở sớm 1 cây 2 cây để mình ngắm chơi lâu dài á. Thì làm cách này của em là đem qua nắng là một cách, thứ hai nữa là phun sương là 2 cách, thứ ba nữa là anh chị tưới gốc, tưới vào giấc trưa nó mới hiệu quả nha anh chị. Anh chị tưới vào giấc trưa là cái nắng như giấc như giờ này nè, nó đang ấm gốc anh chị, anh chị tưới vô, tưới cái lượng nước vừa thôi, đừng tưới ướt đẫm, tưới cỡ 50% mình tưới bình nước bình thường đó, bình thường tưới 100, bây giờ mình tưới 50 thôi, để anh chị để trưa nó sinh, nó nắng gắt nó sẽ sinh ra cái nhiệt ấm, nó tạo nó kích thích cái bộ rễ phát triển mạnh lắm, nó thúc đẩy lên quá trình nó đẩy nhựa lên mạnh hơn cái bình thường để nó nuôi được cái búp nhanh phát triển đó. Và yếu tố thứ ba là quan trọng không kém nè là anh chị phải xịt pha sâu vào bọ chỉ nha, nó mình muốn nở sớm thì mình xịt vào giấc trưa luôn, cộng thuốc sâu bọ chỉ mình xịt thay vì mình xịt thuốc không, bây giờ mình cộng thuốc sâu bọ chỉ luôn để đỡ nó tốn cái công anh chị. Thuốc sâu thì mình chỉ xịt 1 lần thôi nha, xịt 1 lần rồi là lần sau anh chị xịt nước lại đó, thí dụ như một ngày anh xịt 3 cử để cho nó nhanh đó, 3 cử nước là 11 giờ 12 giờ 1 giờ là phân 3 tiếng ra xịt 3 lần thì 11 giờ em xịt thuốc sâu, 12 giờ em đầu em quay lại em xịt nước không, nước lã 1 giờ em xịt nước lã rồi ngày mai á em xịt nước lã nữa đó, là cái cây nó sẽ nở sớm nha. Nè anh chị so sánh cây này của em ngày hôm nay nó đã như thế rồi, và so sánh cái cây này là em lãi 12 nha anh chị, lãi cây này là ngày 12 tháng tháng chạp mình nè, và cây này ngày 7 nè đó, vậy so sánh cái nụ nè nó chênh lệch 5 ngày nha, mà khi em quay 2 ngày trước á là cái cây này nói thật với anh chị ấy, là cái nụ nó có chút xíu hà, không bao giờ là em nghĩ là được nó như vậy đâu anh chị. Và cái cách làm này với em á, thời tiết lạnh em cũng điều khiển nụ nó chỗ theo ý muốn của em được nha, là em nói em muốn nói á, là năm sau thí dụ năm sau thời tiết lạnh á thì em sẽ lãi lá, thí dụ như ngày 12 bữa năm nay em lãi cây này 12 thì năm sau em sẽ lãi cây này ngày 10, là em biết biết được là cái năm sau nó lạnh là em sẽ lãi sụt xuống nha anh chị, em lãi lụt xuống cho nó nuôi cái nụ căng tròn rồi em đẩy em xịt Atonis này vô là nó sẽ bung lụa cái ù liền đó, và mình can thiệp là nó nở, sợ tháng lạnh nên là nó nở trễ Tết thôi anh chị, chứ nở sớm 1 2 bữa là mới đúng, không có ai mà canh được tới ngay ngày 30 anh chị, nó sẽ chênh lệch 1 2 ngày em nói thật. À, cây này em dự đoán em lãi ngày 7 là em định chơi bông nó ngày 25, mà bữa nay ngày 21 rồi nè đó, và cỡ chừng ngày 24 nó có chỗ lai gai nha em, để ý trên này nó có những cái nụ bự hơn nè đó, và cái gộ là những cái nụ đều với nhau anh chị, giờ ngắm mới đã nè ha, còn nụ nè cây này lãi ra thấy nụ ít xịu luôn, mà giờ quá chừng nè. Khi mà nó bung vô chấu và nó mang búp dữ theo anh chị, 5 4 đều gan luôn. Rồi bây giờ em dắt anh chị xuống cái cây nhỏ để em nói về cái lợi ích của thuốc nha. Đây em không có giới thiệu thuốc đâu nghe anh chị, tại vì em nè em bật lá em chơi hoa nha. Em chơi thôi chứ em không có bán, và em cũng không có bán thuốc nữa, em xài cái nào thấy hiệu quả nó an toàn thì em chia sẻ cho anh chị để anh chị biết, và nó rẻ, giá thành nó rẻ lắm. Hôm qua là em nói lộn là nó có 9.000 thôi chứ không phải là 11.
Nè, cái cây này coi anh chị coi cái clip hôm qua đó, bữa nay anh chị coi lại đi. Nè, cái cây này em đăng là nó chỉ hôm kia em đăng là chỉ nó chỉ bung cho cháu được cái nụ này nè. Đó, giờ bữa nay nè, nó mới cách có 2 ngày đó anh chị, giờ bữa nay em chỉ cái phun mới có 1 lần đó, còn nó bung vô cháu hết trơn nè anh chị, thấy mê chưa? Đó, nó bung vậy là em đâu có sợ nữa, mà trễ Tết khi nó bung rồi á là em điều khiển được, em điều khiển nó chỗ sớm trễ được. Đó, đừng có trời mưa rồi bất thử rồi là nó chỗ sớm hơn mình dự tính là thua. Đó, còn thời tiết thuận như bây giờ là em điều khiển được hết nha anh chị. Còn chị nào kỹ nữa thì mình sợ mưa đó, mình đẩy lại, cái vùng của anh chị đang có mưa đó, anh chị đẩy gốc lại, đừng cho nước mưa nó tiếp xúc với bộ rễ, tiếp xúc trên thân thì cũng không có ảnh hưởng nhiều. Nè, le lưỡi hết trơn luôn nè. Ngày mai là cây này bung lụa hết 100% nha. Hiện tại giờ nó chiếm cỡ 70. Anh chị. Le lưỡi hết trơn rồi, đầu nó xanh xanh, nó bóng hết trơn rồi, nó bỏ cái vỏ trấu ở ngoài đó anh chị. Đó, cây này nè là 2 ngày sau nữa, 2 ngày sau nữa những cái nụ mới bung này nè nó sẽ như thế này đó, bởi vì cái trên cái cây nó có nụ lớn nụ nhỏ rồi anh chị biết, anh chị để ý cái nụ bự và anh chị xem cái nụ nhỏ là biết được cái ngày chỗ bông à, tại vì cái nụ lớn đó, nó chỗ trước. Anh chị chịu khó để ý một ngày một à, một lần một một năm nay anh chị để ý đi, là anh chị sẽ biết được cái cây mai của anh chị nó chỗ vào giờ nào, em nói có đúng hay không nè. Cái chùm này nè, bữa nay là nó tàn hết trơn nè anh chị, nó 3 bữa 4 bữa nha, tại vì chỉ có 3 nụ thôi, còn trên cây của mình lại ăn chơi Tết lại đồng loạt á thì nó chơi lâu lắm nè. Cũng như em so sánh là cái nụ này vài bữa chỗ nè, tầm 2 ngày nữa nó sẽ có chỗ, tại vì nó le cái vàng này nè, nó nó chỗ rồi, những cái nụ con nhỏ sau này nữa nè là nó sao nữa, cho nên cái trên cái cây mình chơi được từ cây nào nụ gỗ lắm á, nó mà bung vỏ cháu gỗ là chơi được 1 tuần, còn nó bung lai gai là chơi được 10 ngày 12 ngày nha. Nhưng mà bông nó lai gai thì bông nó ít, nó cái gỗ nó bông nó nhiều, nhưng mà nó bạo phát bạo tàn thì cái nào nó cũng có cái lợi ưu thế riêng của nó hết. Đây cái cây này chị hôm qua em cũng có quay nè, rồi bữa nay anh chị xem lại nè, em cũng kết hợp em xài cách làm của em y chang như đầu clip em nói vậy đó, em pha đúng liều lượng em tưới gốc để trên tàn em phun nè, nay nó bung cỡ cháu hết chân nè anh chị thấy cái cây này vậy ha, tới chừng đó bông dữ lắm, tại vì cây này nụ nó nhiều lắm, em quay cho anh chị thấy không rõ rồi nè, bung hết chân nè đó, thì nó bung nó gộ lên đó anh chị mới thấy rõ, bung hết trơn nè anh chị thấy cái cây này nó nụ nè anh chị. Đó, mai của em thì mai năm cánh thường thôi chứ không có mai giống ấy, để em lãi năm nay em lãi hết, em xem coi cây nào mặt bông đẹp đó, em sẽ lấy em ghép lại nha, tại vì có những cây nó đột biến lên đó, cánh nó rất đẹp anh chị, 7 9, nhưng mà em phái cái là cái năm cánh mà màu đẹp á phái. Rồi em chia sẻ với anh chị nãy giờ cũng hơi lâu ha, bây giờ anh chị có cái cây mình trong tình trạng như em nói đó, thì anh chị áp dụng như đầu clip em chia sẻ là anh chị sẽ thấy hiệu quả liền. Và đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ em nha anh chị. Và đừng có tiếc với em một like. Hãy tặng cho em một like là em rất cảm ơn anh chị, để tiếp động lực cho em. Ngày mai em sẽ quay, em quay tới ngày Tết luôn cho những cái cây này. Anh chị chiêm ngưỡng những bông nha. Rồi, cuối clip nha anh chị. Chúc anh chị buổi chiều nhiều sức khỏe.